Đây, em Tú lại tiếp tục bán một căn nhà lầu đầu năm 2024 nha anh chị. Nhà này. Đây nè anh chị, căn nhà này nè anh chị. Nhà có cửa màu vàng đó, cửa nhôm đó. Từ cái mí này nè anh chị, qua bên này là 4 mét. Dài thẳng xuống dưới là 22 mét nha. Đó, nhà một trệt một lầu. Anh chị thấy không, có nhà ở giữa nha. Nhà này là nhà sổ hồng riêng. Đất là thổ cư 100% nha, đất ở đô thị thuộc thị trấn Đức Hòa nha anh chị. Bây giờ em Tú sẽ quay xung quanh dân sống cho anh chị xem nè. Đây, con đường này là con đường xe hơi nha anh chị. Xe hơi vô được nha, né nhau cũng được luôn nha, đường khá rộng. Anh chị nào mà theo dõi em Tú sẽ biết căn nhà này nó xây dựng như thế nào nha. Đây, dân cư sống này. Đây. Khúc giữa video em Tú sẽ chia sẻ cái phần xây dựng cho anh chị xem luôn nha. Đây còn cái nhà mình này anh chị, đó, nhà này nha. Nhà một trệt một lầu. Nhà này tới 4 phòng ngủ nha. Bây giờ mở cửa vô trong nhà với em Tú nha. Đây. Ở ngoài thì có cửa nhôm đúc nè anh chị, khá là nặng để vô trong nha. Để vô trong là có cái sân để xe hơi nè anh chị. Sân để xe hơi. Sân để xe hơi thì được lót gạch hết toàn bộ nha. Đó. Sân dài khoảng 6 mét á, để được xe hơi nha. Đây, còn đây là cái phía mặt tiền của nhà nè anh chị, phía trên lầu đó, ban công. Giờ đi vô phòng khách với em Tú nha. Vô trong thì sẽ có cửa nhôm xuyên pha và kiến cường lực. Đó. Đây là cái phòng khách nè anh chị. Phòng khách thì để bàn ghế sofa là rộng rãi nha. Làm phòng thì giật hộp đèn trang trí đó, như anh chị thấy không? Rồi đi vô, bây giờ đi vô trong với anh Tú. Căn nhà này thuộc thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha anh chị, cách thành Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khoảng là 20 km đó anh chị thấy không? Cái sân để xe khá rộng, từ phòng khách khách nhìn ra đó anh chị. Nhà này là có 4 cái phòng ngủ lận nha, 4 cái phòng ở dưới này, vô bếp bếp này, thấy không? Bếp rộng rãi nha, có tủ đồ đầy đủ cho mình hết, để bàn ăn được nha anh chị. Bếp là để bàn ăn nha, rộng rãi nha. Ở trên này, ở trên bếp thì có giật hộp la phong này, đèn này, không? Anh chị nào muốn đi xem nhà thì liên hệ em Tú nha. Tại vì căn bản là đi xem nó sẽ thực tế hơn và nhìn thấy đẹp hơn trong cái video nhiều nha anh chị. Đây, vô trong này thì là cái phòng 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 ngủ đầu tiên ở dưới này. Đó. Đây, phòng ngủ đầu tiên thì cũng trang trí đèn, không? Dán gạch lên khoảng 1 mét mét tư. Còn đi xuống này là toilet led nè. Bên thẳng xuống thì có cửa sổ ra ngoài đó, gió vô cho thông thoáng nhà nha anh chị. Còn ở trong toilet nè, lavabo đầy đủ hết, có vách ngăn ngăn tắm để nước khỏi văng ra ngoài đó. Nhà này thì có máy nước nóng năng lượng mặt trời luôn nha anh chị. Là bây giờ lên lầu. Cầu thang thì gỗ kiến đó anh chị thấy không? Đây này, anh cầu thang này, không? Thì bây giờ trước khi lên trên lầu thì em Tú sẽ chia sẻ cái phần xây dựng cái nhà cho anh chị xem nha. Xem cái phần xây dựng xong thì em Tú sẽ quay toàn bộ cảnh trên lầu nha. Đó, lên lầu nè. Đây, anh em đang đổ bê tông sàn nè anh chị. Đang đổ bê tông sàn. Đà đàng hoàng nha anh chị. Đà ở trên Tú nè, đà nè, không? Đà nè. Còn vỉ là vỉ sắt 10 anh chị, sắt 12 đan hai lớp nha. Đan hai lớp. Đây là nhiều anh chị nói là đôi khi em Tú cắt ghép, không? Đây, sau này anh chị mua cái nhà này anh chị sẽ thấy quanh đó xung quanh dân sống nè. Mình dựa trên những cái nhà sống á, là mình sẽ biết được cái căn nhà này á là nó nằm ở vị trí nào và có phải là bên em Tú là cắt ghép video hay không nha. Mình đứng sau này mình đứng sân thượng này mình sẽ thấy hết toàn bộ những cái nhà mà đối diện cái nọ á, là mình sẽ biết cái nhà như thế nào. Đây anh em đổ hơi gần một nửa rồi anh chị, đang đổ bê tông. Ở đây thì anh em trộn bê tông đổ nha anh chị. Đây em Tú quay xung quanh cái nhà đây cho anh chị thấy, sau này mà nếu có mua nhà thì sẽ biết được cái căn nhà này nằm ở vị trí nào.
Này, đối diện mình có mấy căn nhà lầu như này nè. Cái xe này mình mua là mình đứng đây mình nhìn là mình sẽ biết được nhà này là đối diện nhà mình. Bất động sản Tú Võ, an cư và đầu tư. Xe thì xe ben vô tới đất nha. Xe 5 tấn. Đây đà nè, anh chị thấy không? Đà đó. Đà ngang nè. Đây, tiếp tục đà nữa nè anh chị. Đó. Đà hai bên không? Ở đây. Đà giữa nè, đà giữa nè anh chị. Đó, đó, đà giữa cầu thang đó không? Đó, đà giữa nè. Đà bao chỗ cầu thang nè. Tới đây chỗ cầu đây nữa là đà nữa nè, đà cầu thang nữa nè. Anh em đang làm. Đà cầu thang nữa nè. Vĩ là sắt 10 nè, hai lớp nè. Đà bao nè. Đổ được gần nữa rồi anh chị. Chưa sắt để lên lầu nè anh chị. Sắt lên tấm. Sắt này sắt 16 nha. Đây anh em đang trộn bê tông tươi đó. Anh chị thấy không? Xe đổ cát đá để vô tới nhà mình luôn á, không? Này kéo bê tông lên nè, kéo bê tông tươi lên nè. Quay em chắc đá cái cát luôn anh. Đây này, sau này là cái ban công nè anh chị, cái ban công đứng đó, ban công đứng này sẽ nhìn ra bên kia đó, thấy ba căn nhà kia không là sẽ biết được căn nhà này chỗ nào không. Nhà thì sát nhau tại vì nó ở thị trấn Đức Hòa anh chị, đất này đất ở đô thị nha. Đây lên lầu thì là mình còn có ba cái phòng tùy ý mình sử dụng nha anh chị. Quẹo trái thì là cái phòng đầu tiên, như thế này, có đèn trang trí. Đi tiếp xuống dưới là cái phòng thứ hai ở trên lầu, phòng thứ hai. Căn nhà này có ngang là 4m, chiều dài là 22m, đất thổ cư và sổ hồng riêng. Đặc biệt đất này là đất ở đô thị vì nó thuộc thị trấn Đức Hòa nha anh chị. Đây ngay đây thì có cái giếng trời nè, mình thích thì mình kéo ra để lấy sáng và lấy không khí, không thích thì mình đậy lại nha. Trên này cũng ở trên lầu thì thêm một cái toilet nữa nè, cũng đầy đủ hết, cũng có kiến ngăn nước tắm đó, cũng có nước năng lượng nước nóng năng lượng mặt trời luôn nha. Đó mà giá của căn nhà này á là chủ nhà gửi em Tú bán á là 2 tỷ 250 triệu nha anh chị. Giá này thì anh chị nào có thiện chí thì chủ nhà nói còn thương lượng nha anh chị. Rồi tiếp tục đi qua cái cầu thang này. Qua cầu thang thì tới cái phòng đây, phòng trước. Phòng đằng trước khá rộng nha. Khá rộng luôn. Nè, phòng trước. Đây. Đó, có hai cửa là ban công anh chị. Ban công nha. Đi ra ban công này. Ban công thì khoảng một cái ban công nó rộng khoảng 1,5 m, anh chị có thể trồng cây hoặc là mình để bàn uống nước. Đó, còn đây là văn sống này anh chị, văn sống này. Anh chị xem cái mặt tiền nha, rồi lúc mà chia sẻ cái phần xây dựng anh chị sẽ đối chiếu với cái phần mặt tiền đây sẽ biết cái nhà này nó xây dựng như thế nào nha. Đó không, mặt tiền. Cái nhà này ngang 4, dài là 22 nha. Ở thị trấn Đức Hòa, Long An, cách Bình Tân khoảng là 20 km nha. Nhà một trệt một lầu, 4 phòng ngủ nha anh chị. Giá chủ nhà bán là 2 tỷ 250 triệu. Anh chị nào đi xem nhà thì liên hệ em Tú nha. Anh chị nào mà quan tâm đất hoặc nhà ở khu vực Đức Hòa, Long An thì hãy đăng ký kênh của em Tú nha anh chị. Em Tú sẽ chia sẻ đất và nhà trên kênh này nha anh chị.